Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ngoài công an, lực lượng biên phòng cũng đã tham gia tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ghi nhận tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam. Toàn lực lượng công an thành phố Đà Nẵng bước vào đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 12, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức đến thăm các đơn vị lực lượng vũ trang quân đội trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn của lực lượng vũ trang quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố trong thời gian qua. Sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Công an thành phố trong hoạt động diễn tập, vận hành cơ chế, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động an ninh phi truyền thống khác diễn ra trên địa bàn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn thành phố ngày càng vững chắc. Ngày 18 tháng 12, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng nhân lễ Giáng sinh 2019. Đại tá Trần Đình Liên đã gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể đồng bào giáo dân một mùa Giáng sinh an lành ấm áp. Thời gian qua, các linh mục, bà con giáo dân đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển thành phố, đặc biệt là lĩnh vực an sinh xã hội, an ninh trật tự, xây dựng thành phố bốn an. Thời gian đến, mong muốn các linh mục, bà con giáo dân tiếp tục ủng hộ, đóng góp nhiều hơn nữa vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng sự phát triển đi lên của thành phố Đà Nẵng. Cùng ngày, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố cũng đã đến chúc mừng Giáng sinh tại Ban trị sự Hội Truyền giáo Cơ đốc và Trưởng ban Đại diện Tin lành Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị nội bộ tại khối các cơ quan của thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 19 tháng 12, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã ký kết quy chế phối hợp. Theo nội dung ký kết, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thống nhất những nhiệm vụ đang triển khai và mở rộng, chọn lọc các nội dung khả thi để tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả. Qua việc ký kết quy chế phối hợp lần này nhằm giúp các bên thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần hoàn thành tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Ngày 19 tháng 12, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị phổ biến và ký cam kết chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Qua hội nghị lần này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và hiểu được tầm quan trọng, sự cấp thiết của việc bảo vệ động vật hoang dã trong thời gian tới. Tuần qua, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Bệnh xá Công an thành phố đến thăm tặng quà khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người già neo đơn tại thôn La Tháp Đông, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ngoài việc thăm khám, phát thuốc, đoàn y sĩ, bác sĩ còn dành thời gian thăm hỏi tình hình sức khỏe của các cụ già neo đơn, hướng dẫn các cụ cách giữ ấm, phòng tránh các bệnh trong mùa đông. Đoàn cũng đã trao 44 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho đối tượng chính sách, người già neo đơn tại đây. Thưa quý vị và các bạn, những con tàu sau tháng ngày lên đên trên biển để đánh bắt hải sản, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc, lại trở về để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đi biển tiếp theo. Với họ, những người lính biên phòng và công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng như những người bạn, người thân để chia sẻ những câu chuyện ngoài khơi xa là cầu nối giữa đất liền và đại dương. Phóng sự sau phản ánh những nỗ lực của lực lượng biên phòng và công an quận Sơn Trà góp phần giữ gìn sự bình yên tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà, một ngày cuối tháng 12. Tại đây luôn có hàng ngàn tàu cá và các phương tiện thủy neo đậu. Là địa phương có hậu cần nghề cá phát triển, nên mỗi ngày, âu thuyền cảng cá Thọ Quang đón nhận hàng trăm lượt tàu thuyền ra vào để trao đổi mua bán hải sản. Đó là chưa kể rất nhiều phương tiện đánh bắt thủy hải sản khác, neo đậu để sửa chữa, ngư lưới cụ, mua bán hàng hóa, chuẩn bị cho những chuyến ra khơi. Tình hình an ninh trật tự tại âu thuyền tiềm ẩn nhiều phức tạp, nổi lên là tai nạn giao thông đường thủy, trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, tranh mua bán hải sản, bảo kê, ép giá.
đặc biệt là nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy liên quan đến các tàu cá không đảm bảo an toàn, tàu kinh doanh xăng dầu cung cấp cho các tàu cá trong khu vực âu thuyền. Yêu cầu nhắc anh trong cái thời gian tới, thứ nhất là các cái hệ thống phòng cháy chữa cháy của anh như vòi bơm nước, các cái hệ thống bình tôi kiểm tra là được đạt yêu cầu. Thì khi quá trình mà bán dầu bơm dầu thì phải đảm bảo các cái hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy. Chỉ tính riêng trong năm 2019, thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang, các lực lượng công an, biên phòng và bảo vệ chuyên trách tại âu thuyền và cảng cá đã phát hiện xử lý 38 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, lập hồ sơ chuyển cho công an quận và công an thành phố nhiều vụ việc liên quan đến bảo kê, tranh giành địa bàn, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối với hoạt động của các phương tiện ra vào âu thuyền, các lực lượng phối hợp thường xuyên tổ chức tuần tra, hướng dẫn cho bà con ngư dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi vào bến. Tình là nếu mà có gió là lớn là biên phòng họ lo thông tin cho mình họ không cho mình đi. Mà phải dừng tàu là hết chừng nào đúng cái nhiều cái lực mình lớn, gió to cỡ đó họ đi được họ cho mình đi. Với lực lượng tàu cá ra vào trung bình từ 2 đến 300 tàu hoạt động hàng ngày, cùng với các dịch vụ hậu cần nghề cá và các hộ kinh doanh đăng ký buôn bán tại khu vực, lúc cao điểm có thể lên đến hàng vạn người. Vì vậy, đội bảo vệ chuyên trách tại đây đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng công an và bộ đội biên phòng. Sự hỗ trợ kịp thời này đã góp phần kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp xảy ra, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, giúp nhân dân yên tâm làm ăn, buôn bán. Ngư dân thì rất là an tâm khi vào cái âu thuyền neo đậu và bán hàng. Thì đối với cái này cũng là một cái sự quan tâm rất lớn của các cái lực lượng chức năng về trong công tác phối hợp. Thì hiện nay thì ở đây thì cái lực lượng biên phòng thì tại cảng cũng có và công an phường Thọ Quang cũng có bố trí một cái đồng chí cảnh sát khu vực để hoạt động tại cái khu vực này. Thì hầu như là lúc nào trong cái thời gian quy định thì khi vụ việc xảy ra thì thời gian rất ngắn thì đã có các lực lượng chức năng phối hợp để xử lý. Sắc phục của những chiến sĩ công an và người lính biên phòng mang quân hàm xanh đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân tại âu thuyền và cảng cá này. Cùng với lực lượng công an nhân dân, những chiến sĩ biên phòng thuộc đồn biên phòng Sơn Trà đang từng ngày, từng giờ nỗ lực phục vụ nhân dân, phát huy phẩm chất tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ an ninh, an toàn tuyến biển và phục vụ nhân dân ra khơi bám biển, góp phần xây dựng vững chắc vùng biển, thêm lục địa tổ quốc trong tình hình mới. Trong tuần đầu ra quân, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, Công an các đơn vị địa phương đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc sau đây. Tuần qua, Công an quận Liên Chiểu bất ngờ ập vào một phòng trọ trên địa bàn phường Hòa Minh, bắt quả tang Ngô Triều Vĩ, 20 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, đang cất giấu gần 300 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 7 gói ma túy dạng hàng khay cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia sử dụng ma túy. Qua đấu tranh, Vĩ khai nhận từ đầu tháng 7 năm 2019, Vĩ câu kết với một số đối tượng chuyên phục vụ trong các tụ điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Liên Chiểu để cung cấp ma túy cho các khách hàng đến vui chơi khi có nhu cầu. Sáng ngày 19 tháng 12, tại hầm đường bộ Nam Hải Vân, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 12C02822, phát hiện trong thùng xe container có tổng cộng hơn 1.000 kiện hàng với hơn 4.500 chai rượu ngoại các loại có in nhãn hiệu của Chivas Regal và Macallan. Theo lời khai của tài xế Võ Đức Thắng, 41 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, đây là số hàng nhận chở thuê cho một người không rõ lai lịch từ Lao Bảo, Quảng Trị vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ trong dịp Tết sắp tới. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xác định toàn bộ số hàng này không có bất cứ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cũng như không được dán tem nhập khẩu. Hiện số hàng trên xe đã được lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 14 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê bất ngờ kiểm tra một địa chỉ kho hàng ở đường Võ Văn Tần, quận Thanh Khê do bà Nguyễn Thị Hồng Phương, 47 tuổi làm chủ, phát hiện bên trong có 16 kiện hàng, phần lớn là đồ chơi trẻ em có in chữ nước ngoài. Làm việc với cơ quan công an, người này cho biết tổng trọng lượng hàng là gần 1 tấn, được nhập về để bày bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tất cả số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Cùng ngày, công an quận phát hiện và thu giữ 78 bình khí cười, được phát hiện đang cất giấu trong khoang chở hàng của một xe tải. Tài xế cho biết nhận chở thuê cho một người Hà Nội, mang đến cơ sở kinh doanh ở quận Sơn Trà. Cũng trên lĩnh vực kinh tế, rạng sáng ngày 13 tháng 12, Công an quận Hải Châu đã kiểm tra và phát hiện tại quán bar OQ trên đường Mạch Đằng đang cất giữ và bày bán gần 400 chai rượu ngoại mang tên các thương hiệu nổi tiếng, hơn 60 chai bia nhãn hiệu lạ có in chữ nước ngoài,
thuốc lá cùng gần 60 bình shisha. Tại thời điểm phát hiện, đại diện cơ sở này đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh cho nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên. Cùng với đó, quán bar này hoạt động quá giờ quy định và gây ồn ào huyên náo cả khu vực khu dân cư. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Ngày 17 tháng 12, Công an xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đã bắt giữ Trần Ngọc Sano, 25 tuổi trú quận Thanh Khê, để điều tra về hàng loạt các vụ trộm cắp Sano gây ra ở các chung cư tại khu vực giáp ranh xã Hòa Châu và phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Lợi dụng sơ hở của bị hại khi không khóa cổng cửa hoặc khóa lỏng lẻo, Nô đột nhập vào trong, lấy cắp những tài sản nhỏ gọn như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, v.v. Tại cơ quan công an, Nô thừa nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp với giá trị tài sản lên tới hàng chục triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đối tượng dùng để mua ma túy về sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, từ rạng sáng ngày 15 tháng 12, nhận mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020. Ngay trong sáng ngày 15 tháng 12, Cảnh sát Giao thông là đơn vị đầu tiên ra quân triển khai thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố và Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Trong đợt này, bên cạnh công tác xử lý, chấn chỉnh các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông, thì công tác đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến cũng được lực lượng chú trọng. Chiến công đầu tiên trên mặt trận này có thể kể đến là việc phát hiện chiếc xe khách chạy tuyến Nam Bắc dỡ bỏ ghế hành khách để chở hàng hóa nghi nhập lậu. Sự việc được Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Nhơn phát hiện vào sáng ngày 17 tháng 12, đã lập biên bản xử lý và chuyển vụ việc cùng các hàng hóa cho Công an huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra. Chúng tôi bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát ban ngày và ban đêm nhằm đảm bảo cái tình hình trật tự an toàn giao thông thông suốt trên tuyến cho nhân dân đi lại an toàn. Ngày 16 tháng 12, ngay trong ngày làm việc đầu tuần của Công an quận Hải Châu, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ cùng công an 13 phường đã ra quân thực hiện quyết tâm sẽ kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết trong an toàn. Ngay trong tối ngày 17 tháng 12, Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng khám phá, làm rõ nhóm đối tượng người ngoại tỉnh liên quan đến hoạt động tín dụng đen và có nhiều hành động côn đồ khi đi đòi nợ. Chúng tôi xây dựng cái phong trào từ nay đến 2020, Tết Canh Tí 2020 đó là phong trào năm nhất. Là phải chủ động nhất, quyết liệt nhất, năng động sáng tạo nhất, sâu sắc nhất và hiệu quả nhất. Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng được công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt. Trọng tâm là kiểm tra tạm trú tạm vắng ở các cơ sở kinh doanh lưu trú, khách sạn để phát hiện, ngăn ngừa tội phạm từ sớm, nhất là những địa bàn tập trung nhiều khách du lịch. Công an phường Hòa Hải đồng loạt ra quân tấn công các loại tội phạm, trong đó tập trung là các loại trộm, cướp giật và những buôn bán tàng trữ sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn. Cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố, lực lượng 8394 của các địa phương và các tổ tuần tra chốt chặn 911 cũng được giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chức năng. Trong đó chú trọng kiểm tra đồng loạt các cơ sở lưu trú có người nước ngoài thuê ở nhằm kiểm soát và ngăn ngừa từ gốc những vụ việc có khả năng hình thành tội phạm. Trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của giám đốc thì trong đó có một nhiệm vụ trọng tâm là phải tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Để tạo cái môi trường du lịch cho khách. Thứ hai nữa là tạo sự an bình cho nhân dân. Cuối năm và cận Tết luôn là khoảng thời gian tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, đợt cao điểm này huy động gần như toàn bộ quân số của Công an thành phố Đà Nẵng với kỳ vọng cao nhất là đảm bảo bình yên cho người dân vui xuân đón Tết. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.